Rồi, hello anh em nha. Nay mình lên cho anh em cái mẫu cam dòng xe quay 110 đời mới nha anh em. Quay bullet này kia. Nói chung là dòng xe quay S110 mà đời mới, xài cam một lỗ. Đây là cam của Tú Nhóc Tú Đức nha anh em. Mã là VN-Zin. Thì cam này là sẽ phù hợp cho một chiếc xe zin toàn tập nha. Thoải mái quay 110 đầu vuông hai ốc mà quay đời cam một lỗ nha anh em. Cây này là hiện tại là vô xe là anh em là gắn như zin. À, không cần móc mắt, không gì hết. Nói chung là không cần âm miệng xúc bắp ha, làm cái gì hết. Nói chung là anh em cứ rút cây cam cũ ra là gắn vô xài, không cần phải rớt đầu luôn nha anh em. Đó, xài bánh cam zin luôn, không cần phải xài bánh cam tăng chỉnh hay là cái gì hết. Đó, cái này là test rất là ok rồi. Bao im ha, bao im, bao nhẹ xe. Cam thì là cam mẫu phôi cam Thái, siêu nhẹ luôn, anh em thấy không? Cái thân nó rất là nhẹ, nhẹ và gọn ha. Đó, anh em nào cần khai thác máy zin trên một chiếc xe zin toàn tập thì alo em nha.